Sim. Eu comprei fazer marumbo. Ah, comprar tudo. Eu comprei. Quanto é? Uma dessa 1500. Uma que palmeira. 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 É 1500 tudo como? Uma dessa 1500. É depois marubu bué. Marubu bué, sai mais que isso. Ah, dia vender de tem mil quan. Ok. Sai mais que 1500. É, de 3 meses é muito. Esse ainda vai muito tempo. Caiu 3 meses, sim. 3 meses é pouco. É 3 meses bom. 4 ou 5. Não, 4, 3 meses vou estar bom na tipo de leite. É de 4 meses, 4 não está bom, muito quente, muito arde. Vâng, xin chào, chào tất cả mọi người. Mình tên là Tô Đức Phong. Mình quên mất không chào mọi người, xin lỗi mọi người nhé. Thì hiện tại là các bạn ấy đã mua một cái cây này để sau này bạn ấy lấy manuvu, thì bạn ấy mua có 1.500 thôi. Mini kinhen tút rẻ quá các bạn ạ. Nhưng mà sau này các bạn ấy sẽ lấy được trong vòng khoảng 3 tháng. Đây là bước đầu tiên là các bạn ấy sẽ cuốc là và chặt rễ. Khi làm mà chặt rễ xong thì tự cây nó sẽ đổ đấy các bạn ạ. Xong đầu sau đấy là sẽ đợi trong vòng 18 ngày. 18 ngày cái cây sẽ nằm ở đây trong vòng 18 ngày. Xong các bạn ấy sẽ chặt ở gần trên cái phần ngọn các bạn nhé. Cái phần ngọn kia sẽ chặt đi hết cái bẹ đi. Chặt hết cái bẹ ấy, xong bắt đầu sẽ chớ ra gần đến ngọn. Khoảng một... một khửu tay này. Xong bắt đầu là đến ngày thứ 18-19 là sẽ khoét một lỗ. Khoét một lỗ trên xong là họ sẽ họ sẽ đậy vào. Khi đậy vào xong ấy là bắt đầu đợi. Mà khi cái nước mà chảy ra như rượu ấy, thì nó đọng lại ở trong cái ống mà đã khoét ra như một hình chữ nhật rồi. À, như một hình vuông thì là sẽ bắt đầu là đưa ống hút vào, khoét một cái lỗ đục xuyên qua thân ở dưới để cho khi mà nó chảy xuống dưới chứ nó không chảy ngược lên, thì là bắt đầu mới đưa cái ống nhựa vào đấy và đưa chai vào, cái thế để hứng hàng ngày thôi. Một ngày sẽ lấy 2 lần các bạn nhé. Này là bình quân là bạn ấy cũng tính rồi, một ngày là bạn ấy thu về được 1.500, mà hiện tại giờ bạn ấy mua bắt trưởng thôn đây là 1.500 một cái cây này. Thế là bạn ấy cũng tính toán là ra tiền ấy. Đẹp pôi là tênh ma đô vù bê bê tu đù điên nô phai máu ke đù vèn đê nô ke đù vèn đê bê bê. Ok. Bạn lên thì mũi tụ bông. Hai bên cái cây này để mà hạ xuống thì phải là sức khỏe của thanh niên các bạn. Chứ người mà yếu là không hạ đâu. Nói chung là mình ở đây nhiều thì với bạn Antonio thì mình hiểu rõ là cách lấy maluvu như thế nào. Nếu bình thường mà uống mà bị chua ấy là họ sẽ lấy, họ sẽ cắt cái tàu ở trên cái bẹ mà có hoa, họ cắt đi xong rồi là họ để lại cuống, họ sẽ để cái chai lên thì nó sẽ bị chua. Hoặc là cái vùng đất nào thì mình không rõ, nhưng mà ở đây thì là cây nào hạ xuống là cũng uống rất là ngọt. Để đào cái cây này đổ thì cũng mất rất là nhiều sức khỏe. Trời lại sắp mưa các bạn. Thì cái rễ cây cọ dừa này là nó ăn rất là sâu các bạn nhé. Nó cũng phải ăn khoảng tầm 1,5 m 2 m đấy.
mà nó rất là dễ trông vậy thôi, nó dày lắm, cũng khó chặt. Su ve. Cái giá cây yêu. Giá bao cây? Ê, để mua đâu mai. Để mua đâu po cũ. Bạn làm rất là khỏe. Đây các bạn nhìn chưa? Bộ rễ của nó phải nói kinh khủng. Để chặt được bộ rễ là cũng hơi bị vất vả. Đây các bạn bắt đầu đẩy không, chưa, vẫn chưa đổ được. Vẫn còn chắc lắm. Đã qua chưa? Ngoài mua phô xạ anh ăn la đùa kìa. Xin. Là bài gì nhù là tiếp tục là chặt phần dưới. Chỉ còn thêm một tí nữa là đổ thôi. Các bạn ấy mệt quá đang nghỉ. Các bạn lại cố gắng chặt tiếp. Đang có sự giúp sức của bài gì nhù để cho đổ cây. Tênh ga tú ấy. Tá phê. Tô trabalhar. Ok. Các bạn như các bạn đấy khỏe lắm. Tá faltando. Corta só na massa. Khả năng đợt này là sẽ đổ các bạn. Tá faltando ali. Nada, não cair nada. Action. Từ từ. Oh, đang chặt. Pai fazer muito bom. Força. Ajuda, pai. Ya, tá, ajuda. Pai dá de que. Cabrito. Cabrito. Ah, matou o cabrito. Sai dali, da mãe, minha filhada. Cortar tudo, que é? Pé, deixar sozinho, deixar ele caiu. Cortar, né? Cortar, cortar. Estava enfermado, estava a cortar os cabritos. É? Já, caiu bem. Deixa eu vai te provar. Cuidado com a perna. Ainda vamos tentar. Calma, 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 calma. Deixa eu pegar o rapazinho. Vem aqui. Vai. Vai. Mãe! Mãe! Tá faltando. Cortar mais. Vem aqui, quer cabrito? Vem. Aqui, vai lá. Aqui. Tá duro aí. Tá o sozinho. Devagar só, que é cuidado. Vai. Ele vai mesmo lá.
Vai, Tony Fã. Cabrito. Amado. Cabrito. É. Lại dưới có đá thì vàng các bạn ạ. Pedra. Như đây là vàng. Ra tủ khi vô kia. Hát toàn đi. Tem que. Tá forte esse cabrito. E um cabrito desse é amanhã. Amanhã. Eu tô com a colher de vaca. Cansado muito. Tá com a colher de vaca. Mệt bạn đào mệt quá. Thôi chị, xin chào tất cả mọi người nhé. Hẹn mọi người video tiếp theo. Ok.